Đó, các bạn nhìn thấy nè, cái đồng hồ rất là đẹp, đi với kết hợp với miếng cường lực xịn nữa thì nó rất là hoàn hảo nha. Hello các bạn, xin chào. Chào mừng các bạn đến với đồ chơi di động.com. Và trong video clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi dán cái cường lực màn hình dành cho chiếc đồng hồ mới cáo của Huawei. Đó chính là chiếc cái đồng hồ Huawei Watch GT5 nha. Cái này là bản GT5 chứ không phải GT5 Pro. Nhưng mà hai cái bản này thì màn hình nó cũng giống nhau thôi các bạn. Đây là cái chiếc có cộng dây rất là đẹp. Lúc đầu mình cầm lên mình cũng không có biết rõ là nó mình có lúc mình chưa nhìn á thì mình cứ tưởng nó là dây bằng nhựa, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó lại kết hợp giữa hai cái chất liệu là bằng nhựa với bằng vải, nhìn nó rất là đẹp nha. Đó. Nó cảm giác như vừa mềm mềm mà mịn mịn ấy. Nó nịnh tay một cảm giác gì nó sần sần nữa, nó rất là lạ tay á. Nó kết hợp hai thứ lại làm cho cộng dây nó nhìn nó đỡ nhàm chán hết các bạn. À, từ cảm giác nhìn đến cảm giác vuốt chạm vào cọng dây nó rất là đã, nhìn nó mới rất là mới lạ. Thì cái miếng dán cường lực này là miếng dán cường lực hoàn toàn trong suốt nha các bạn. Đây là một loại dán cường lực rất là dễ dán, tức là nó sẽ cái keo nó hít đều chứ không bị trắng cái mép như những loại cường lực khác, và rất là trơn láng nha, rất là trơn láng, không có để lại dấu vân tay luôn. Sờ nó rất là đã, rất là trơn. À, lúc nào nhìn nó cũng sạch sẽ, trơn, rất là dễ vệ sinh khi mà lỡ mà dính nước hay gì đó. Bụi mỡ, bụi bẩn gì đó, mấy cái vết bẩn á, thì nó rất là dễ lau chùi. Chúng ta sẽ lột cái siêu ra, vệ sinh màn hình sạch thì lột cái siêu ra, sau đó chúng ta sẽ đặt ngay giữa là tự động nó đều. Thường thì nếu mà nó không có đều lắm, nó thực có thể là nó hơi lệch chút xíu thì chúng ta sẽ trượt chút xíu, hơi trượt hơi mạnh chút xíu là nó sẽ ngay lại thôi các bạn. Nói vậy chứ không phải nó dễ trượt đâu các bạn, nó cũng rất là khó trượt nha, rất là đẹp các bạn ha, hít mép bo cong rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Đó, các bạn nhìn thấy nè, cái đồng hồ rất là đẹp, đi với kết hợp với miếng cường lực xịn nữa thì nó rất là hoàn hảo nha. Clip hướng dẫn đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip khác của đồ chơi di động.com. Nhớ ủng hộ shop bằng cách cho một like và một subscribe các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.